Bạn. Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện săn bẫy nhá. Phụ kiện săn bẫy đồ ngụy trang. Trong clip giới thiệu sản phẩm hôm nay có một đoạn clip ngắn giới thiệu với các bác, đó là về cái mũ ngụy trang, mũ tai bèo, mũ ngụy trang mẫu mới mà shop mới nhập được. Đây là hình ảnh thực tế về chiếc mũ, các bác quan sát kỹ giúp tôi nhá. Nhìn thấy chiếc mũ này. Chất liệu vải là vải kaki, màu lá cây khô. Đây là cái này này. Đây là vải kaki màu lá cây khô này. Đây là mặt ngoài nha các bác nhá. Còn đây là mặt trong. Đấy, mặt trong. Và cái mũ này nó là hàng Trung Quốc các bác nhá. Hàng Trung Quốc, tem này này. Hàng Trung Quốc này. Đây nữa tem nữa này. Nhá. Nhưng mà độ ngụy trang rất là tốt. Độ ngụy trang rất là tốt. Đây cái viền này là viền vải cứng hơn. Nói chung là cái mũ này là hình thức cái mũ tai bèo. Mũ tai bèo nhá. Nhưng ở phía ngoài là được cắt những cái viền tua này, viền tua lá cây, đấy, viền tua lá cây, lá màu là màu lá cây khô, xong nó đính chung quanh như mũ, nhá. Đây các bác quan sát kỹ, nó là như vậy nhá. Quai bằng dây vải cũng là màu vải lá khô may lại nhá, có cái kẹp rút này, có kẹp rút. Cái này tôi sẽ đội thử cho các bác xem. Rồi. Như thế này. Rồi. Thì cái này mà các bác đội đi rừng hoặc là đội trong lúc mà mình ngồi núp mình ngồi ngụy trang mà để mình đợi con bổi về ấy, thì độ ngụy trang cực kỳ là tốt luôn, cực kỳ là tốt và rất là mát nhé, rất là mát. Đấy. Thì đây là cái mẫu mũ tai bèo ngụy trang lá cây khô nhé. Hàng luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Cái mũ này thì về chiều rộng của nó thì cũng khá là rộng, thì nói chung là chỉ có một size số. Các bác nào mà đầu to quá này đội sẽ hơi chặt, còn các bác đầu nhỏ hơn đội vừa đẹp, nhưng mà chỉ có một size số duy nhất nhé. Cái mũ này là dạng mũ tai bèo, hình ảnh thì các bác nhìn đây, nó có cái màu lá cây khô, nhưng mà không phải là 10 cái giống nhau cả 10. Cái này lá cây khô nó đậm hơn, thiên về màu vàng nhiều hơn một chút, còn những cái này lại thiên về màu xám nhiều hơn. Nhưng nói chung là độ ngụy trang của nó là rất tốt, độ ngụy trang của nó là tốt như nhau. Đấy, hàng thì ship theo đây toàn quốc. 170.000 một cái các bác nhá. 170.000 một cái là các bác mua này ạ. Một cái bao phí ship rồi. Còn các bác mua chung với món đồ khác thì nó được giảm với tiền phí đi, nó còn 150 nhá, còn 150 khi các bác mua chung. Cái này là màu rất là đẹp. Ngụy trang lá cây khô. Đấy, các bác cứ quan sát kỹ giúp tôi nhá. Quan sát kỹ giúp tôi. Vải này lá cây khô được đính tua vào. Đấy nhá. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Các bác mọi nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp. Alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Các bác mua một cái thuốc cũng ship nhá, một cái thuốc cũng ship. 170.000 đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh rồi tới nhà này các bác. Rồi xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá. Đồ ngụy trang. Xin chào.